40 đội tuyển đã được bốc thăm chia làm 8 bảng đấu. Mỗi bảng đấu sẽ có sự góp mặt của 5 đội tuyển. Huyền thoại của bóng đá châu Á, Tim Cahill, là người bốc thăm chia bảng cho các đội. Việt Nam lọt vào bảng G cùng với các đội Thái Lan, Malaysia, Indonesia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây được xem là một kết quả khá thú vị khi đa phần các đội tuyển nằm ở khu vực Đông Nam Á, những đối thủ nhiều duyên nợ với tuyển Việt Nam. Các đội tuyển thi đấu vòng tròn tính điểm hai lượt đi và về, 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ hai có thành tích cao nhất sẽ vào thi đấu vòng loại thứ 3, vòng loại cuối cùng ở khu vực châu Á, đồng thời giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023.